Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của The Forest 2. Mình và Rio hôm nay sẽ tiếp tục đi hành trình đi vào những cái hang nha. Mà cái hang hôm nay là chúng ta sẽ đi vô trong đó lấy cái xẻng các bạn. Cái Đó. thẻ. Ok, hello, chào mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của hai anh em mình. Thì hôm nay là chúng ta sẽ đi khám phá tiếp. Rồi bỏ cái thằng kia viên này ở nhà, đi khám phá hang lấy thẻ. Ok, nó kéo nguyên cái băng lại chém mình cả. Đu 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 rồi móc súng ra chơi với mày luôn. Đâu cái Chơi đầu thúng luôn mày, đâu chơi thúng luôn mày, chơi thúng luôn mày. mày, một thằng mở hàng, Nó cầm hai chẻ à, nó thằng mày mày thì á, chẻ mày hả, chẻ tụi chẻ bay chơi lại con cái này nè, súng của tao không? con này nè, U thằng này có, nó có giáp thịt nè mà mình lấy được không ta? Lấy búa chặt thử coi. có giáp thịt nữa hả? Ừ nè, nó mặc trên người nè. Cái thằng này nó ngồi mà tha quá ta, Mình thử mình chặt lên. Mình chặt thử chặt thôi. nó hả, Có gớt không chặt hay mày? không, rớt cái giò nó à, Mày kìa, gớt cục thịt ra kìa. gớt cái tay nó, gớt cái tay nó. Gớt cục thịt ra mà không có gì. Cái viên này làm gì vậy? Tránh ra để anh chặt cái. Kêu mày đi Mày vô theo tao đi, trốn đi theo tao đi. ôi văng mấy cục thịt kia không mà không có quần què chứ. Không có gì hết. Ừ Ủa thằng này người, thằng này là người. Mà nó heo phe bên kia rồi. đúng rồi, nó người nó mỏi Nó heo phe mọi. Ok, bây giờ là mình sẽ follow anh Thắng anh em. á. Ừ À đi nè, anh dẫn đường đi. rồi bây giờ mình sẽ đi tới mình sẽ lấy xe xe điện cân bằng của mình để mình đi trong rừng nha. Xe điện hả? Nè ở đây cái nè, ở đây chứ con cái nè, lấy xe Cái điện viên đi. nào ở nhà nha, ở nhà ông ngay nha. Nè xe điện nè, Rồi. mình sẽ đi theo cái hướng để coi, Hướng nào? em cứ đi theo anh đi. Đây hướng này. Ok. Ây da mẹ, Chuẩn bị chiều tối rồi đó, nhanh lên nha. Tranh thủ đi. Bay qua được mà. đu 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 Gớt xong luôn. Tít mẹ mất tiêu cái xe của em rồi. còn chừng nó trôi đó, nó trôi sông đó. À đây đây đây. Tiếp theo là trên bản đồ nó hiện hình ly nước. Hình cái xe đó chứ không Hình phải ly nước đâu, hình gì hình hình cái rượu, hình cái ly rượu á. nè, anh đang đi tới chỗ nó hang nè. Đu 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 Em chạy qua thứ luôn nè. Ơi, nè, xác đứt rồi, xác đứt rồi. Ủa cái đường này chạy đảo quá vậy? chạy lên núi luôn nè. Đường này chạy đảo Ô đảo quá các bạn ơi. Ô shit, ha. Ây da. đâu có con đường chạy mượt chứ ta. Đây Đường này nãy giờ không có trục trặc gì luôn á. nè, cửa hang đây, anh ra đây mình nhảy ra được rồi. Đâu. Tới giờ, bỏ xe đây đi ha. Mình tới cái cửa hang mình xây cái nhà trước đó, mình xeo rồi mình bỏ xe đó luôn. Ok. Đây trời ơi, nó dằn mặt mình đó nè, nó quăng, nó cắm sát ba thằng lính nè. Xét của mấy đồng đội mình nè, dàn mặt mình À nè, một không, thằng hai thằng. Ê, cho người thằng này có cái ná nè, đu 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 lấy luôn, lấy luôn. Wow Rio bắt máu không, không này, này bắn cho vui thôi quê, ừ cái này bắn sóc á đúng không, bắt bắn dị quá, bắn mấy con sóc, bắt bắt con bắt gì đúng không. Má nó dằn mặt tụi mình nè anh em. Nè đó. nó bắt mấy thằng đội mình đây nè. Ghê chưa, Nó tầm thiên người luôn mới ghê chứ. nó dựng nó đóng cọc hai ba bộ của mình đó. Rồi bây giờ mình sẽ xây một cái nhà nhỏ ở đây để mình sell rồi mình vô hang, Ủa sao cái ba lô càng ngày nó càng lót lâu quá ta. tại nhiều đồ quá đó. Nè thấy cái lều nè, thấy cái lều nè. À, xe liệu hả? Ok Thay cái miếng bạc luôn. đó, vậy là chúng ta có cái nhà để sell đó các bạn. Đơn giản Cắm bốt chân lên đàng hoàng. hai cái thôi để dành cây vô hang Ok. mình ấy nữa. Vậy theo này vô ha. Rồi đó, Rồi theo đó. bây giờ chúng ta vô hang thôi. Ok, giờ chuẩn bị nè, chuẩn bị vô nè. Ừ cái gì hết hồn.
Cầm. Ok vô Rồi. Hang này là để chúng ta lấy được thôi, trời nó cái xà nó beng, chịu dọn cái người lột nè. cái xẻng các bạn để mình đào đất. Đúng rồi, đúng rồi. Mình mới có cái xẻng mình mới lấy được cái khẩu súng mà shotgun các bạn ơi. Khẩu súng mạnh lắm á. Giờ tập này mục tiêu của mình là lấy thẻn với lấy cái thật gần nha. Đây. Đúng Đó. này qua đây nè. Mình phải có cái Ổn. súng mà bắn dây thì mình mới đi qua cái chỗ này được nha. Chuyên nghiệp không, như 007 vậy, chuyên nghiệp Mấy điệp viên á. Học gà mình xài bao không? nhiêu cục pin nè. Chết mẹ không còn có 2 cục pin nè. Mở mấy cái hầm đồ ra có mà. Hổng gà Hai ba chơi lô luôn. ẩu quá. Em còn cũng 2 cục pin nè. Giờ mình cầm cái đuốc đỡ đi. Em thèm viên luôn, đâu thả đâu. Nè nè, ở đây có bình dưỡng khí nè, lấy nè. Đây, 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 đây. Lấy chưa? Rồi, lấy rồi, đây. Bây giờ lặn xuống hay sao? Đúng rồi, nó Đâu, kêu nó bắt mình lặn xuống phải không? đúng rồi, mà khoan khoan, để em qua đây mình coi coi còn đường nào nữa không, còn cái gì cho mình Chắc lấy thử không. bên này. Nè nè, bên đây băng keo nè, nước ngọt nè, Mình kêu nước thuốc ngọt. nữa nè. Ồ. Con bụt mình chết nữa nè. Hôm nay ăn bò mày. Máy tính này mình đập ra được nè, mình đập lấy cái vi mạch. Lấy viên mạch. Mà không hiểu sao mà mấy thằng lính này mà nó để cho mấy mấy thằng mọi giết ta. Anh cũng không biết Mấy sao. này mấy 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 thằng này là lính mà. Lính thì nó có súng đùm lum chứ mà sao để cho mọi giết kỳ. Mà em nghĩ không phải là mọi không đâu, tại lúc mà đầu game á là nó sao ta. Đây có mấy hộp thuốc này. Đi. Dạ lặng nha. Ở đây hết đồ phải không? Hết đồ đó, giờ có Rồi. mấy hộp thuốc để đó cho đó. Rồi đặng thôi. Ok, giờ lặng thôi anh em ơi. À, lấy dây thừng theo nè. Rồi xuống nè. Sốt. Ồ. Phần hai này cái này chuyên nghiệp quá ha. Đó, chúng ta sẽ lặn xuống. Lặn xuống tốt dưới luôn. Đúng vậy. Ok. Trong này hình như là mình phải lặn tới 2 lần. Ok, cũng được. Lặn thì đỡ phải quấn với tụi nó. Ồ, lên nè, lên nè, lên nè. Ơi trời 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 trời, anh đang ơi. Có đợi không Oh man. Bọn này muốn thách thức à. Ủa sao mình lấy à. Mày còn thằng ở trên kìa, chạy chạy kìa. còn thằng này nè, Mày thằng này nè, nè. Ai chết da, ai qua da, chết. ai da, ai da, ai da, ai 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 có chừng, có chừng, có chừng. Ơi, ơi. Đỡ đi, đỡ đi, đỡ đi. Con chó ăn một búa của tao nha. Mình đã đoạn nó được mà. Mày nè, mày nè, mày nè. Ôi da. Quánh lỡ mày còn quýnh tao nữa. Mày nè, ôi da. Là nó rồi, nó rồi. Mày nè. Rớt cái tay mày luôn. Chết nè. Chết luôn. Rồi, Giờ bây đốt giờ không? Đốt lấy xương không? thôi bỏ đi, chạy đi. Ráp lâu lắm. Lâu bà cố. Bình dưỡng khí nữa nè. Đạn nữa chứ. Có đồ ướt nữa. Ê, đây, Ê đây, kìa đây. kìa. Mày hả? Ôi thằng mà. Ây da, ây da, ây da. Thằng này chém rớt đầu nó không được ta. Mấy con chó này, mấy con chó này. Kìa, Mẹ mày. gớt tay gớt chân lum chưa kìa. Ây da, Bỏ cái bộ bơi ra đi thắng ơi. hấp máu luôn. Ăn cái cỏ đó của mình vô á. Ủa máu này không lụm hả? Có lậm mình anh đầy rồi. Ơi, ơi chết mẹ ơi. Em bị Gì? chặt, em bị chặt ơi, em bị chặt ơi. Gì gì gì? À, Làm hết hồn. ơi chết mẹ ơi. Nó trượt. Cái gì đây? Cái này là cái gì? Tàu lượn siêu tốc. Ây da. Nè có mì ly nè, có mì ly nè, ăn mì ly không? Đâu 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 đâu. Nè nè. Adu, mì ly mì ly. Ồ. Áo sáng à. Có một ly Để mì lấy ly. qua. Lấy quăng trong thử có gì không. Trời ơi, ăn cái nó nước nó giảm kìa. Mình ăn cái này Nước giảm cái nó khát nước. đâu nấu Vãi. ăn sống luôn mà đâu nấu đâu.
xuống đây uống cái đi, Mấy thằng chống luôn kìa anh Hắc. uống nước cái đi, hết nước mẹ rồi. Ok. Để uống nước cái cho Ủa, nó ôi. Ôi ở đây nó không cho uống rồi. Nước đang chảy ở đâu chú uống đâu. Ừ. Khốn kiếp. Bây giờ mình khoan hết lặng nữa, mình đi qua bên này đi. Rồi. Ồ, cái ba lô có đèn luôn mới ghê chứ. Cái ba lô có đèn luôn trời. Có. Nè, đạn ở trong ba lô này nè. Đạn đâu, đạn đâu? Trong ba lô màu xanh nè. Vali nè, vali màu xanh sau lưng nè. Chỗ anh đứng nè. Ok. Rồi đi vô thôi. Ê, đây có gì đó lừ vậy? À, pháo sáng. Em để chứ. Nãy em chọi vô hay vậy? Pháo sáng á. Em chọi vô, em chọi vô. Để thiết, để thiết. Em thử cặp cây đuốc thôi thì sáng dữ dằn luôn á. Coi mặt Leo nè các bạn. Hài vãi nồi. Cái này một tay cầm búa, một tay cầm đuốc nó không cho ta. Đi được chưa? Thôi cầm, cầm cái hộp quẹt đi. Rồi vô nè, vô nè. Vô. Đồ cái hang này có vàng nữa nè. Wow. Thấy chưa? Hai anh em mình mà nại cái cục đó đem về thế giới văn minh là coi như là tỷ phú. Trời ơi đây nè, máu vàng nè. Nhấp chân hả? Nè, nó nguyên cái cửa hang này là vàng không đó. Trời. Ở trong còn mấy thằng nữa kìa. Rồi 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 rồi. Móc hàng ra chơi liền. Quên nó có cái súng lục mà thôi thôi. Nè nè, súng lục nè. Nó dài lắm bắn không có chết. Nó đang ngủ, đang ngủ, đang ngủ. Bắn ngay đầu nó, bắn ngay đầu nó. Bắn ngay đầu nó. Mày nè. Ơ gì á, tỉnh lại kìa. Cái gì? Ê, tỉnh lại. Tỉnh lại kìa. Đậu phộng hết đạn. Mày ơi. Con tỉnh lại kìa. Không chết luôn, thôi lấy búa đi. Lấy búa đi. Ây da, ây da, ây da, ây da. Thấm như là quýnh anh quá trời luôn. Ừ, chém nó. Rồi chém ra đi anh chém, để anh chém tiếp cho. Rồi đi chết hết rồi. Ồ. Rio bên này lập đại công. Ây da. Chết mẹ, chém trúng Rio. Mất cái giác em. Đậu phong. Ây da. Hấp máu rồi à. Trời. Cái gì đây à? Đã hấp máu rồi mà còn gán chém nhau nữa. Mấy cái miếng gì nè. Chai rượu nè. Mình chế thuốc mình ăn thôi. Có thuốc không mà không uống đâu, là chế thuốc ăn. Rồi chạy vô đây thử coi. Thuốc đó mình để dành đi. Để lấy cái đèn pin coi cái mà được. Hấp pin nè Rio ơi. Coi chừng không có sau này. Còn 2%. Ừ. Nó nghe nè, có pin mình để dành đi. Kìa, chống ra, chống ra. Có hả? Có hả? Máu ơi, cái hang này sao mà nó nhiều vàng dữ vậy ta? Thằng boss, hang này hang vàng mà. Đi đâu cũng gặp hang vàng chứ. Kìa, thằng boss kìa. Boss hả? Để chém nó không? Chém nó không? Chơi luôn. Để mở đầu cho. Để lấy cái đèn pin ra, không thấy đường gì chứ. Đu hai thằng boss luôn. Ở nó dí em kìa. Mày dí hả? Mày dí hả? Mày dí không? Dí hả? Cái đầu hay ghét. Ây da trời. Mày dí không? Chết rồi. Hết cỡ luôn, hết cỡ luôn. Lấy thịt đó. Mình mặc giáp vô luôn. Ê nó tới kìa. Ê. Đâu. Con da. Chó này. Chém chết mẹ nó. Baby nữa kìa, baby đâu ra nó vậy. Chó này, ây da. Mày baby hả? Baby hả? Baby kìa. Mày hả con? Mày hả con? Mày hả con? Ủa phần này dai dữ ta. Trời ơi, hai con luôn. Đây, hồi máu cái. Hồi máu cái. Rồi rồi, chết một con rồi. Chết một con rồi. Nó chạy, nó chạy sau lưng em á. Mày. Tụng má.
tán ngay mặt em luôn mới ghê chứ. Ơi ơi ơi, đem vụ nó, đem vụ nó đi xa. Rồi lên đi. Sao đâu rồi? Ấy ai 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 ai. Té luôn. Chết nè. Dạ vậy. Chết nè. Ôi anh hết máu rồi. Ơi thằng boss kia ra nữa kìa. Thêm thằng nữa kìa. Đây kìa. Anh hết Hả máu máu đi, rồi. hả máu đi, hả máu đi, hả máu đi. Để anh chạy cái, anh chạy cái. Té hả? Té nữa rồi, nó quýnh thằng em chém nó không có hiện máu lên chừng. Mà nghe tiếng mà không hiện máu. Vãi nồi. Ui nó dí sát đít luôn kìa. Ý. Đi chạy đi, lấy súng nó bắn đi. Súng cái gì hết máu rồi. Thằng vụ nó lại ngay chân chỗ em nè, rồi quăng trái lựu đạn ngay chân em luôn. Em là em chết luôn ra. Chết luôn, hồi sinh là được. Hồi sinh chạy tới đây lâu lắm. Kế bên hà. Được Rồi, chưa cánh nào? tay đó, chạy đi, chạy đi. Trời ơi, nó kìa. Mẹ kiếp baby đâu vậy trời. Con chó này ý. Em hồi máu đi. Ok, đem hồi máu à, Ấy em đứng đây hồi da. máu Giờ hai thằng nó dí anh không à. à. Từ 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 Nó bình tĩnh. bu con mình anh tới dí à. Mẹ kiếp. Chết lựu đạn rồi, chết lựu đạn rồi. Ừ lấy đạn chọi thấy mẹ đó. Kìa kìa kìa. Ô. Tụi bay chơi được lắm. Rồi dính cái người nó nè. Bùng. Ai ai. Hay quá. Chết không? Chết hết không phải không? Ừ hình như chết hết rồi đó. Lấy xác nó. Em chọi dính cái chân thằng này nè. Nãy giờ mình À dụ mình các bạn ơi, mình dụ cho Rio có thể hồi máu các kiểu rồi. là banh chảnh chân nè. Nếu như mà mình giết nó thì mình Lụm được cái phụ kiện gắn vô cái súng cái gì nè. À bỏ cái súng vô rồi. có anh mới lập được cái gì nè. Lụm được cái gì phụ kiện gì đó. Ừ anh cũng mới làm Ráp được ráp vô cái súng mà. nè nè cái mở cái máy tính đi, máy tính nè, Mở máy tính lên. nó đánh dấu máy tính gì, máy tính đánh dấu vị trí gì đó. À rồi hiểu rồi. Là nó cái chấm xanh xanh trên bản đồ á. Nó nghe nè, mình tìm đây đây lại đây lấy sạch thằng này nè. Nè hai trái lựu đạn nữa nè. Hai thằng luôn hả? Ừ hai thằng. Nè 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 hai trái lựu đạn nè. Ê anh thấy cái gì nó bò bò sau lưng mình kìa. Thằng baby chứ thằng nào? Thằng baby. Uống nước mà được hết nước. Gì ta gì vậy Chết chưa? baby nè. Baby. Mặc giáp vô. Cho nó quýnh đỡ mất máu. Bà giáp luôn. Đâu lựu đạn em nói đâu. Nè Đây đây. nè nè. Ok. Ủa em nhặt gò mà anh vẫn nhận được ha? Được. Vậy Bên em lấy cái rồi nhưng mà bên anh nó vẫn chưa lấy, nó vẫn còn đó. Hay vậy? Ừ. Cái Ủa rồi hướng nào nó chạy? game này từ phần 1 tới giờ là nó vậy mà. Thằng baby nè. Nè nè bên đây có thằng nè. Vali Còn hai thằng đó. hai trái lựu đạn. Lựu đạn lấy hoài không 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 hết ta. Mấy Ừ. trái rồi? 1 8 trái luôn. Hình như là lựu đạn mình lấy được tới 10 trái nữa. Anh là Ủa mới đây. nghe tiếng gì sụp sạc ở đây chạy. Nè nè nè, đây có đạn nữa nè. Ôi, Tiếng thằng nào gần nghe tiếng quái vật rồi đó. Em mới nghe cái gì ầm ầm đây nè. Anh mới nghe tiếng con gì? Nó. Để em cũng nghe nó nè. Ui ghê Ở đâu quá. chạy? Bây giờ mình đi vô tiếp đi. Đi 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 vô coi thử Hướng này nè. coi. Ai từ để em chỉnh cho cái ba lô này nó ấy là cái mà được. Bỏ chiếc đồ đạn mình đi. Bây giờ mình phải tiết kiệm pin các bạn ơi, mình còn có 2 cục pin nè. Mà soi đèn pin liên tục là hơi là bắt lợi lắm. Biết sao không? Đèn pin này mình kết hợp với cái búa được, vừa cầm vừa đánh được. Thôi gì lấy học quẹt đi. Làm Thôi cái em cứ làm nghe cái cái đúng này đúng sáng luôn á. em làm cái đuốc này nè. Thôi anh cầm đi, em cầm vũ khí chơi chứ cả hai thằng cầm đuốc mất công quá. Ừ. Nãy mới nghe con nào hú hú gì ở đây nè. Ừ, không biết nó ở đâu nó hú nghe ầm sùm. Ơi Tiền tiền. bạc gì lum đi. Tiền này là mốc vô trong kia dắt xài Rồi tiếp. lặn xuống nữa, lặn nữa, lặn nữa. Tiếng dơi kêu nữa kìa.
Kỳ ta. Hai hướng luôn, hướng biết hướng nào chạy. Ở dưới nước mà nghe tiếng dơ kêu. Qua chỗ khác nữa nè, à, Nè. nó đón hồn mình nữa rồi kìa. Vô, có boss tới kìa. Ủa đâu phải boss rồi đâu? Có, anh thấy chồng con thằng á. Mẹ chết, ném lựu đạn thì Dụng mẹ đi, luôn. dụng nó ra đi, cho. Anh ném hết quả lựu đạn. Đúng chưa? Đúng không? Để ném thêm quả trái nữa. Cho tụi mày nè. Ây da, rồi anh bị À, luôn. ai cũng bị mất máu luôn nè. Thấy mẹ không? Gọi uống nước vô nữa chứ. Uống nước vô rồi không phải. Mất hết Ui tào lao kìa. Cứu em cái, uống nước vô gục luôn rồi. chết hả? Chết. Nãy anh chờ lưu đạn còn thiếu máu mà em uống nước vô cái em chết luôn. Ê, nó nghe là đứng đây uống thuốc đi hay cho hồi lại đi. Ok. Trời Cái ơi. Hồi lại đi này đừng có có. lưu đạn này, Khoan có lưu phải đạn vô, này tiện khoan nè. phải vô, khoan phải vô. Nó đứng đó hay vậy? Đúng rồi, nó đứng đó Kiểm phát, kiểm phát, kiểm phát. kìa. Chết rồi, chết Chết rồi. rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hồi nãy trái lựu đạn là nổ hết mà mấy miếng giáp của mình luôn. Đồ, nó chui cái đít lên kìa. Em còn thiếu máu luôn kìa. Dạ. Đúng rồi. Ủa anh lấy hết được luôn rồi. Ủa sao kỳ ta. Xong được. Bình thường là hai thằng lấy mới được mà. Ờ vô nè, vô nè. Ủa Kìa chuyển kìa qua kìa đây nguyên kìa thạch kìa nữa kìa hả? kìa 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 kìa. Tới rồi, tới rồi. Cái gì? Tới giờ, Đây, tới giờ. đây là cái nơi chúng ta sẽ lấy được cái Cái Ê có sẻng hả? baby baby. Cái xẻng ở đây nè. Lấy chỉ Mày thọt đó, lấy chỉ thọt đó. baby hả? Baby hả? Lấy chỉ chọt đó, lấy chỉ Baby thọt hả? đó. Ê, có cái con gì trong đó kìa. Cái con dính Thằng lẹo. Mày. dính cái chĩa nè con, dính cái chĩa nè, Con mẹ mày. dính cái chĩa nè, hai thằng luôn. Trời. Ở đâu Mày, ấy da, ấy da, ấy da. Chú, nó đánh nhanh lắm. mẹ nó quýnh nhanh. Ui. Hết hồn. Nó không Anh học chết là hên rồi đó. rồi chết rồi, chết rồi, chết nó rồi. Cái con càng kìa. Mày hả? Chết đi con chó ơi. Rồi chết đây. Rồi chết rồi, hên quá. Lấy thịt Cái thằng này tôi thôi. nó ăn mấy cái chĩa của em mà nè. Ừ. Rồi vô thôi, vô thôi. Hồi máu rồi nè. Baby nữa. Baby. Gì Nó mang baby nhóc chân ta. Nè cái thẻ nè. Ô mình đã tới được cái chỗ gì nè, giống như trung tâm thương mại quá ta. ừ Trung đây tâm thương mại dưới lòng đây đất nè. đây 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 các bạn thấy gì chưa? Gì đáo vậy? Cái này phải con người xây không ta? Nè mình lấy được cái xẻng này các bạn. Con người thay hoặc là người ngoài hành tinh thay. Đây cái xẻng đây. Ô đánh Ủa nhau là cái gì không? lấy cái xẻng đánh nhau được nè. Làm sao để vô được? Chỗ này hình như Không có. vô không được đâu. Ủa gì để cho mình nhìn vậy thôi hả? Ừ để mình nhìn vậy thôi à. À chắc game nó chưa có update hết á. Thôi kệ đi, đi ra đi. Nè mình xúc được nè. Xúc dưới đất Xúc được được không? nè. Xúc gì lên chị? Nhưng mà không ra gì chứ. Xúc, xúc mà. Làm gì vậy vô Em xúc vô đầu anh chứ gì? chết nha ấy ấy đang đang tăng máu làm gì Ủa đây ta trời không biết, không biết lỗi lỗi đã máu đang hết rồi mà còn chơi gì nữa. bà mẹ ăn mấy thịt khô vô cái đầu nó khát nước nè. Đi rồi đi ra ngoài thôi, đi ra chỗ lấy cái shotgun nè. Uống thuốc vô cái hết chợt máu Đi mình ăn cái ăn đi, ăn uống gì lẹ đi rồi đi. rồi let's go
Hình như là dưới nước của mình thấy có một con đường khác không ta? Nè Nè, bên đây nè, bên đây nè. Này ra đâu nữa trời? nè. Ừ, không biết đi đâu luôn. Mẹ thắng linh với ta. Đây là đâu thế? Tới đây nó chặn đường Đồ, rồi. tiện cho đang đóng luôn nè. Có đoạn nữa, có đoạn nữa. Ừ. Hai giai đoạn luôn, ba giai Bình đoạn luôn. dưỡng khí nữa. Ủa mấy này sao nó chết nhóc chỗ chân trời? Ủa, Leo qua đây được không? ở đây là mình vô mình chỉ lấy đồ thôi, chứ không có đi đâu được hết trơn. Leo qua được không ta? Ê, mình lấy bình dưỡng khí mình nạp vô đi. Được không? Nạp vô sao đó, nạp vô sao? Bấm chuột trái vô cái bình là xong rồi. À, bấm chuột phải vô cái bộ đồ lặn tháo nó ra, rồi mới bấm chuột trái vô cái bình. Có vụ đó nữa, game gì thiệt chứ. Ừ. Rồi thôi xuống nè, Rồi số. hai đường phải không, mấy đường Con đường à. rồi thì thôi quay về chỗ cũ thôi, tay chân giò cắn những đấm chân Tại chuyện của thằng nào mà nó trôi nổi tùm lum chứ. Thôi tắt đèn pin đi. rồi Tiết kiệm. bỏ một lần ra. Giờ có cái thẻ rồi nghe anh em, Ừ. à quá đã. Thắng này ngồi ỉa hoài hả thắng? Nãy giờ mình vô đây được 30 phút. Chưa tới. Mới mười mấy phút hả? Ừ. Đâu 30 phút chứ. Nè xét mấy này nè. Cứ lại gần xét mấy này là bảo đảm sẽ có đồ cho mình. Nãy mình lấy gọi hết rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Đây có con thằng nữa Gì? nè. Bot. Là gì? Bot dính lẹo. Chi nãy giờ nghe tiếng đó. Ủa có khi Mẹ. nào nó được sinh ra tại đây không ta? Không đâu, thằng này thằng mới đó. Hồi nãy mình chưa chạy qua bên đây, bây giờ nó không ra đó. Em quánh ra đi, anh soi đèn cho. Biết có vụ đó. Soi cho sáng quánh dễ. Con ghi ô quánh nha các bạn. Đưa Ấy. đưa đưa. Cho mày trái luôn. Đốt luôn. Chạy chạy chạy. Bữa lên trời bữa xuống nè. Ấy. Đốt mày luôn nè. Đốt mày luôn. Bữa lên trời bữa xuống. Hấp máu. Lại súng bắn luôn. Má chơi ăn vàng rồi, chơi ăn vàng rõ ràng thấy Đầu tiên là mình đốt nó, sau đó mình bắn nó. không? Có vụ đó luôn. Để ăn cái thành này vô coi. Chắc cho Rio một phát quá. Thôi đừng anh. Hết Cho máu rồi, hết nước rồi. nó cháy. Chơi rượu, chơi rượu nữa cũng được ta. Không được, chơi rượu cũng được. Ừ. Phần trước là chơi rượu cũng được nè. Rồi đi ra hướng này nha. Đâu hướng nào đâu. Đây. Ủa phải không ta? À đúng rồi, Cái đúng gì rồi. nữa? Đây có hướng nào ra đâu? Ủa đi chỗ nào nhá? Rồi bên đây nè trời. Đây. Bên đó đó ha. Ok. Ừ. Ủa tính nghe cái đố phần này đúng sáng luôn anh ha. Đúng Đúng rồi. sáng dữ luôn á. Đúng không? Sáng Em dữ nhìn dằn luôn. đằng xa em còn thấy sáng này nó anh chị. Ừ. Với cái phần này Ủa chứ có cái mặt như đó. nó làm cái ánh sáng đẹp á. Đúng rồi, mình thấy rõ hơn. Đúng rồi. Rồi, bơi. Rồi bơi tiếp đi ra ngoài. Nhìn xung quanh coi con đường nào không nha. Đường nào ta? Bên này Ê. hay Ủa, không phải. Tốt thôi. vậy là hết rồi. Chắc phải đi ra đó. Biết đi ra rồi mình làm gì tới nữa không? Làm gì? Mình đi đào cái súng shotgun lên. À thì đúng rồi, em dự định là vậy mà. Ừ. Tại vì mình nhặt đạn của nó quá trời rồi. Có hai đường nè. Hai đường hả? Ấy. Ủa. Chết chết mẹ. Chết mẹ rồi. Đi sao Chết lộn mẹ vậy? rồi. Chết mẹ rồi. Oh shit. Ê cái gì Trời. nè? Ui. Trời mày thấy mẹ đó. Hèn chi nãy nghe cái tiếng con nào kêu. Nó mới phá đá ra đó. Rồi, chết mẹ mày. Nổ nè, nổ nè. Mày Yeah. Ê có lựu đạn nè.
mở khóa được hành tẩu luôn rồi. À đây có lựu đạn nè. Đâu lựu đạn đâu? Đây. Vô thôi, chắc có đường, có đường mới nữa đó. Ui. Trong 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 bụng con này có cánh tay, cánh chân lụm chân. Chắc ăn thịt người ta mà. Tức là mấy cái mỏ vàng ít khi nào mà có vàng mà nó tụ tập thành nguyên một cục vậy lắm. Trời ơi, baby kìa. Má baby phần này nó dí mình luôn mới ghê chứ. Em lại em đập nó đi, anh soi đường cho. Con chó. Ai vậy? Con chó này. Con chó này. Mẹ mày. Mày hả? Đốt luôn. Trời, mày bị quýnh chết luôn à. Nè nè, anh đốt nó luôn nè. Đốt mày luôn. Cho mày hành cái đèn để soi đường cho tao đi. Cái gì? Anh đang hồi máu. Anh đang đập nó, cái em bước vô đó. Nó chết rồi mà. Mất hai hộp máu luôn. Hai hộp thuốc luôn. Ủa sao mất? Em đang hồi mà, em đang mới uống xong đang hồi mà. Dạ. Là anh quýnh cái là mất. Thằng cầm đuốc đi trước đây nha. Tội nghiệp Rio, để chút ra dạy làm thuốc cho. Trời ơi. Biết trời, đây tao có chỉ. Kìa, ba bốn con nữa kìa. Kìa, em chưa hồi máu xong nữa. Chạy đi. Cho mày nè. Từ. Cho mày nè. Mẹ cái đuốc này đập không được ta. Ủa, sao nó phóng qua tới đây luôn vậy? Mẹ nó phóng qua tới đây luôn. Mấy con chó này bún ác quá. Mày hả? Mẹ bún. Chạy chưa? Mẹ mày. Coi chừng nó còn sống đó. Chạy đó, nó chết rồi. Nó chết nè, rồi. Đây con thằng nè. Đi. Mày đi, nè. Lằn lóc lóc như trái bành. Đi. Mấy con này bị đánh chết đúng hài. Ôi cái gì đây? Ủa? Cái này phải đường ra không vậy? Đấy đừng chứ. Nói là cho mình đi qua một cái hang khác nha. À nè nè, cửa hang đây nè, không biết chui đi đâu nè. Đâu. Tới đây. Chúng ta gặp một cái cửa hang, chui qua luôn. Cửa hang, này chắc nó cho mình ra ngoài quá. Ừ, chắc ra ngoài rồi. Đúng rồi. Rồi, ra ngoài rồi. Để coi một nha. Một nơi rất là xa lạ. Ồ, kế bên một con suối các bạn ạ. À. Để coi bản đồ coi. Xa nhà mình không? Ủa xa vãi luôn. Nè mình đi lên chút xíu là tới cái chỗ cái cửa hang mình chui vô rồi nè. Đi lên chút xíu à. Lên xíu nữa hả? Ừ. Mình chạy theo cái đường này là mình gặp cái cửa hang, cái cửa mà nãy mình chui vô. À. Đây. Giờ sao? Ngủ đây luôn hay sao? Rồi ngủ cái đi rồi đúng. Mai tháng đi tiếp. Đúng rồi. Đi ngủ nè. Bây giờ chúng mình rồi. Ngủ các bạn ơi. Rồi giờ ngủ thôi anh em ơi. Ừ. Cuối cùng thì mình cũng đã được ra ngoài. Đó. Rồi sell cái đi. Sell luôn hả? Ừ sell luôn. Ok. Có gì ăn không? Ăn cái đi. Rồi sell nè. Chúng ta phải ăn, chúng ta phải uống. Đó. Ăn là phải cứu xuống ăn vậy đó hả? Rồi, giờ đi thôi. Có nước uống không ta? Uống nước luôn. Thở như vậy. Rồi, ế cái chỗ mà cái súng là nằm đâu ta? À, cái điểm màu hồng á. Cái điểm màu hồng trên bản đồ á. Màu hồng. Không biết màu hồng nào kìa. Có một điểm không hà? Điểm cuối cùng hay gì á? Cái của anh có 3 điểm luôn nè. Ủa kìa. Anh bảo bắt đầu là anh thấy 3 điểm luôn. Nè vậy thôi chạy theo em nè. Hey. Ôi tới lạng của tụi nó rồi. Chết mẹ ơi, tới lạng của tụi nó rồi. Chết mẹ ơi, tới lạng của tụi nó rồi. Chạy luôn. Ủa giống cái lạng mấy tập trước mình đánh vậy? Không phải lạng khác, lạng khác. Mình giấu cái xe ở đâu đi? Giấu, sao giấu xe trên này? Nó banh chành mày luôn mày. Ồ. Oh. Chơi cho lưu đạn, chan gian. Lại đây. Vô đây. Bắn thằng cầm chỉ chứ. Nó đâu rồi? Chạy rồi. Chú nó chạy luôn rồi kìa. Thằng đại ca tới kìa. Kìa đại ca kìa. Thấy không? Đâu. Kìa đại ca kìa.
đoan bự bự đó. Được lắm, nó cặp cái cây chỉ mình nữa kìa. Đồ đại, ui Mày đại ca. da ai da, trả lòng nó Ôi, chưa cũng chết luôn kìa, chưa chết luôn. đại ca rồi mày. Chết chưa? Chết chưa? Nè nè, nó gớt cái ví ra nè, lấy đi, đây nè. Ví da người, má hay ghê vậy? Bây giờ mình mở cái ví ra là có đồ đó. Mở ra, mở ra. Má thằng thằng bạn nó chết rồi nó bỏ chạy trời, phải cứ Anh phải tìm hiểu cách mở cái lon thức ăn này mới được. là phải có cái đầu khự. Ồ các bạn ơi, cái này là những con người văn minh nó bị nó đem lại đây tụi nó giết nè các bạn. Tụi nó lấy đá đập lên đầu này, mắc dạy thiệt. Đâu đâu được rồi, để coi thử. Nè nè, đầu thằng nào cũng có một cục đá cho. Ê, ai da, ai da. Ui ui. Quánh lén kìa, quánh Gì lén kìa. Thằng chó quánh lén. vậy? Thằng này. Đâu đâu. Đập đập đầu người ta chết kìa trời. Nè, không không. Lấy cục đá đập người ta nè. Má ác gì? Thằng hứa đó nó cầm cái cây nó đánh anh hai cái rồi nó bỏ chạy kìa. Gà bắn nó chết mẹ nó Nó chạy rồi. Chó nó mắc dạy lắm. coi. Khôn Đi lắm. lấy cái thẻ nè, lấy cái thẻ nè, lấy cái thẻ chạy ra điểm điểm thanh nè. Ok, I am coming. Ambatukam Ây à? da, Nè, cái gì nè, cái gì nè. sắp bắn rồi, sắp Ôi lụm bắn lụm 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 được cái. Cái gì vậy trời? Xe xe xe. Nè, cái động được cái mình gì nè. Ồ cái bình ắc quy phải không? Mình đã quay gì không biết để làm gì nữa. Này là gì ta? Này để làm gì trời? Ủa mà lắm này làm gì ta? Gõ lấy cầm vậy hoài. Nhìn cầm chơi vậy hả? Ồ. Chỗ này làm gì trời? Cái này máy đo đo đường gì đó, đo khoảng cách Người sao đó. Nè đây chiếc xe đó có gì đấy không? nè. Nè có cái nước gì nè, để mình để trong cái máy scan đó, máy anh 3D đó. À, ok. Rồi giờ chạy qua cái điểm màu hồng mà đào cái tập cho anh nha. Ok không? Ừ. Rồi, đi thêm rồi. À, để cho bớt đi ra chỗ khỏi cái đường này đi cho nó đường nó thoáng đi rồi chạy. Uống nước cái đi, khát nước quá. Nãy giờ ngồi Sao xe vậy? điện không mà nó cũng khát nước nữa, bó Ngoài tay. cái thằng đánh lén nó né nó núp ở trong trong bụi. Hai ba thằng luôn. Dạ. Ừ. Đây chạy qua đây Du. Ôi các bạn ơi, nó lắc các bạn ơi. nè. Chết mẹ tới làng của tụi nó nữa ơi. Trời luôn. Hey. Đùng. Đau. Biết sao mày có hai thằng bự luôn à, hai thằng đại ca đó luôn kìa. Ok. Đu đu em mặt em thằng anh thằng em thằng anh thằng mày này. Nó mặc giáp đó. chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi Thằng này không phải thằng bự đâu. Thằng nhỏ nhưng mà nó mặc giáp. hết hồn tới đoàn bự không. Trời ở đây có cái hang nào ta? mà chạy. Ủa nội tạng không phải gớm. Ê trong đây, Nè, ủa không có gì. không nó có gì. mổ con rùa, nó mổ con rùa ra luôn nè. Đâu? Đâu đâu? Nè nè con Ồ. nè, nhìn kinh dị vậy. Trong Thôi đi tiếp thôi. con rùa có trứng luôn. Sao Bắn rồi. Bãi đáy. có cái đường mòn này chạy đảo nè. Ừ Oh bây giờ shit. tới mình đi theo cái đường mòn nó im lắm. Nhưng mà đừng đi bậy bạ đi theo đường mòn Ê thôi. ê ê có kìa có kìa. Ý Cái gì vậy? này đây đây, dừng lại. Cái này là gì? Ui mấy Này người chỗ này, ui chết mình chắc tiến sĩ bác sĩ gì quá. mấy người này giống như là thí nghiệm hay sao. Ê chứ có cái gì nè, lấy nè Lấy gì lấy gì? cái lá, lấy cái tấm phiếu gì nè. Ồ. You will find meaning like again. Mày sẽ tìm được cái gì đó cuộc sống ý nghĩa của mày hả? Đi 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 đi. Đi qua cái điểm kia đào thật kinh lên. Bữa giờ lụm hơi bị nhiều đạn thật kinh luôn á.
Mình phải đi thôi các bạn ơi, chỗ này ghê quá. Người đâu chết đóng. Mình nhớ là nó trời quá. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Ây da, rồi, Amatuka rồi, sắp mặt luôn. mày, Amatuka mày. Đúng cái khúc cây, khúc gỡ, khúc cổ hay khúc té nữa. Rio lái xe ngáo quá các bạn ơi, té hoài luôn. Ở cái chỗ mà Hồng Túc bên kia đó hả? Nó nè, cái thác bên luôn nè. Nè, đi qua đây. Sắp tới rồi. Đù. Có cái xe điện thì Kế công nhận đây đi đã thiệt chứ. bên đỡ mất công tiền bảo ha, Đi như là hack vậy, hack spec vậy. nhanh vãi luôn, Ừ. ăn hù luôn. Đúng không? Mình đã gần heo Rio rồi các bạn, thấy Đích luôn, không? hack đích luôn Thấy nè. chạy không? Nè tới nè, tới nè Rồi. nè, ai da, rồi tới rồi, tới Rồi. Ôi da lắc quá. Ở đây cây nhiều quá lắc. rồi. Đồ đánh lén đâu chui ra kìa. Ồ. Rồi lấy cái thẻn đèo lên, Lấy đào cái lên. thẻ nào. Ôi má, Đó. xúc như thiệt vậy đó. Đó đó, Rio đang đào đó. Đào Mình đứng bên coi thôi. Thôi mình làm đào tiếp luôn đi ha. không? Tiếp đi. Ôi nó xúc như thiệt anh Thắng. Trời ơi. Đi chăng thiệt luôn. Đó, đã không? Rồi. Nè. Đu. Anh thấy cái đồng hồ rồi đó. Em thấy cái hầm gỗ nè. Ừ. Sau lưng, sau lưng. Có thằng quánh lén sau lưng. Quấn đây để em đào cho. Rồi rồi. Mày làm cái gì Được đây? rồi, Mày được làm rồi. gì đây? Làm gì đây? Ôi đào như thiệt vậy Đô hai thằng luôn. Mày. Ôi giặt mệt quá. Cút đi, đi chỗ khác nha. Chỗ tao đang đào vàng nha. nè. Ok, chúng ta đã tìm được sự kinh rồi anh em ơi. Rồi 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 rồi. Ủa Bây giờ sao nó cho thằng bò mình đây ta? Ồ, thuốc kinh đã chạy. ây da, ây da. Cái gì? Thanh niên này. Có mất máu không? Sáu mắt. Cầm thuốc kinh. Đây các bạn, sáu kênh đây các bạn. Đau quá. Mà hơi nặng nha. Cầm. Ủa? Đạn Ủa tiếp nghe nó đâu có mất nhiều nhiều đam đâu trời. bắn học á. Anh em bắn anh mất nhiều đam. Mất hơn nửa cây nè. Còn có 30% máu à. Ok, bây giờ mục tiêu của tập này là kiếm được cây thuật đinh rồi nha. Quá khỏe Rồi. rồi. Bọn mình đã đạt được mục tiêu đó. Mình kết thúc video tại đây luôn đi. Ok, cũng được nữa. Hay là về nhà. Về nhà xa quá không? Chạy về nhà cũng được. Về đi. Về nhà đi ha. Uống thuốc vô cái. Ok. Thuốc men thì có giới hạn mà nó chơi kiểu này rồi chết. Anh nghĩ anh không cần uống thuốc đâu. Lại lấy xe đi luôn. Ok, giờ thôi về nhà thôi anh em ơi. Ok, mục tiêu của tập này là nó hoàn thành rồi đó. Xe đóng tiêu rồi ta. Ăn bao tô cơm, ăn bao tô cơm. Bắn rồi, sắp bắn rồi. Thắng. Đâu Sao? trời. Tôi cầm là gì? Là ăn bao tô cơm thôi, gì đâu. Bắn Con người đen tối hỏi gì đâu không. hả? Sắp bắn. Ai da. Con mẹ đó. Cái xe nào ta? Bắt xe luôn kìa. Chạy xuống, chạy xuống bờ biển chơi. Đi xuống biển Đây. để chạy xuống nước thử coi nó có bắn nước lên không ha. Không được đâu. Chị ngang dùng nước nông nè, mình đang đua với anh Thắng à, anh Thắng kéo anh Chút xíu đụng nè. Ây da. Bọn mình đang đổ. tại vì tại vì cái té không biết nào té luôn, tại vì cái té. Ở đây được không ta? Nè xuống nước Đường rồi luôn, nè. đường luôn, đường luôn. Các bạn coi nè. Đã, đã, đã. Oh Không, mình đang đi shit. xe điện đó. Đảo ta. Xe điện đó các bạn. Sướng chưa? Đảo Điều. không đảo đảo. Lâu quá mình chưa đi biển các bạn, bây giờ mình đi trong đây thôi. Ở đây có cái nhà mình nè, bữa hôm mình dựng nè, nè, thấy không? Đúng rồi. Đảo Ồ, quá. ấy da, rồi, ra ngoài xa rồi, không được. Ây da. Thôi đi vô đi vô đi.
Rồi, vậy nè, xác lên nè. Ừ. Mỗi lần mình bấm vô cái laptop á, là nó sẽ hiện lên một cái chấm thanh cho mình á. À, đánh dấu, đánh dấu. Ấy da, Ok. rồi sắp mặt nữa. Mấy cục đá này đi không được rồi. Ây da. Hey, ấy da, rồi luôn. Đâu hài, đâu hài. Người thì bay qua được nhưng mà chiếc xe nằm lại. Ê, ở đây có đường mòn này không đi. Đâu đường mòn đâu. Đi đường cây mới chịu. Có đường mòn hả? Nhìn vào bản đồ đi, thấy cái đường màu trắng không? Adu. Mà nó có dẫn tới cái nhà mình không ta? Chắc tới nhà mình rồi. Có. Mà lái phải khéo nha. Ừ, mình phải đi theo lái chậm chậm thôi, đừng có đi tốc độ tối đa. Tối đa néo néo được. Mình bấm bình thường nó cũng nhanh nữa. Ê, cái này Ok, sắp tới. nó dẫn mình tới cái chấm nè. Sắp tới nhà rồi, sắp tới nhà rồi. Đu 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 ba bốn thằng à, Adu, adu. bữa nay chơi cái trò chặn đường mà cướp nữa. Nó mới phóng cái gì chia sẻ cho người em nè. Dạ trúng không? Xong chúng nghe tiếng nó xẹt qua thôi. Ừ, bữa nay chơi chặn đường luôn ta, bọn này ghê Tội thiệt, lắm đúng gì thầy, là lắm lắm lắm. bọn này hôm nay sáng tạo thế. Ồ, nó đường mòn quá đã luôn, chạy phê. Sắp Ồ, quá về tới đã. nhà luôn nè. Về tới đích luôn. Ui dạ. Đâu Tới nha, nơi đâu. luôn nè, tới nơi luôn nè. Ừ. Tới giờ. Chưa đâu. Tới chạy lên chút nữa. Rồi, Đó, tiếp qua đây nhà nè. đó các bạn, sau một hồi 10 phút chạy xe điện thì mình đã tới nhà. Ok. Giờ tới Ấy nhà da. nè. Cái này là 10 phút chạy xe điện nha, còn nếu như mà đi bộ là cũng nửa tiếng á. Rồi. Kha cho mẹ. Rồi vô theo cái đi, rồi kết thúc video thôi. Ok, sell ở đây đi, sell sell dưới này cho nó nhanh. Ok. Ừ. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái hành trình này của mình nha. Bọn mình đã lấy được khẩu súng shotgun cũng như là Đây, cây lấy ra xẻng. khoe. Lấy ra khoe, lấy ra khoe. Rồi, đúng rồi. Khoe cái gì? Đây. Khoe cái Nãy giờ gì? anh em mình đi khám phá là tìm được cái thật kinh người nghe mọi người. Ok, cảm ơn mọi Ê, người đã theo dõi nha. chơi cầm Thì súng chĩa vô bà mẹ như là thế này để sao? lại em chụp đề ủng hộ kênh em tụi mình nha mọi người. Nè 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 nè. Bây giờ mình sẽ test súng cho anh em coi nha. Rồi. Rồi bay nha. Không có bay đâu, không có bay đâu, không có vụ bay đâu, Thoát đừng làm à, vậy. thoát em à. Đừng đừng anh thắng, đừng anh thắng. Nghe Chơi chưa chơi là mà đem. chơi mà cầm cái súng chĩa chĩa vậy là không chơi à? Thấy không, nó bắn à. Nó ném luôn đạn luôn. Ồ. Ây da. Chết chưa, chết chưa? Chết rồi.